Hôm nay chúng ta lại học nghĩa của một từ rất đơn giản, đó chính là từ đá. Đầu tiên, đá là một chất rắn cứng ngoài tự nhiên, ví dụ tảng đá này rất to. Nghĩa thứ hai, đá cũng là một loại chất rắn cứng nhưng mà do nước đông lại ở nhiệt độ thấp mà tạo thành, ví dụ tôi thích uống cà phê không đá. Nghĩa thứ ba, đá là một hành động dùng chân tác động lực với tốc độ nhanh lên một vật nào đó, ví dụ tôi đá quả bóng vào lưới. Thứ tư, đá là một động từ chỉ hành động chia tay ai đó một cách phũ phàng, ví dụ Huyền bị người yêu đá. Đến với nghĩa thứ năm, từ đá có nghĩa là động từ loại ra, ví dụ anh ta đã bị đá ra khỏi nhóm. Nghĩa thứ sáu, đá cũng có nghĩa là thêm vào, chêm vào, ví dụ đang nói tiếng Việt mà anh ta cứ đá thêm vài từ tiếng Anh vào. Nghĩa số 7, đá còn là động từ đồng nghĩa với ăn, ví dụ sáng nay tôi đã đá 2 bát phở với 3 quả trứng. Nghĩa số 8 là hành động chiến đấu với nhau giữa những con vật cùng loại, ví dụ hôm nay bác Năm đi xem đá gà, hồi nhỏ tôi rất thích chơi đá dế. Nghĩa thứ 9, đá còn là một từ tiếng lóng để chỉ một loại chất cấm, chất kích thích. Ví dụ, thằng này có chơi đá không mà sao nhìn nó ốm yếu thế? Bài tập vận dụng, phân tích nghĩa của mỗi từ đá trong đoạn văn sau đây. Đà đá đa vì đa đá đá đà, đà thêm đá vào ly đá, đa đá ly đá rồi đá cục đá vào đà, đa được đà đá hết bánh đa rồi đem gà đà đi đá, đà đá đả động đến đa đâu?